Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 12. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian tháng 1 năm 1995. Cho nên tôi thường cảm thấy rất nhiều người học Phật, họ học là hồ đồ Phật. Hỏi họ Phật là gì cũng không biết. Đúng là hồ đồ học Phật. Họ hồ đồ học Phật, tuyệt đối sẽ không hồ đồ mà được thành Phật. Không có chuyện này. Quý vị phải biết rõ điều này. Vị Phật thứ nhất là Nhật Nguyệt Đăng Phật. Danh hiệu của vị Phật này là tượng trưng cho trí huệ nguyên mãn vốn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, cũng là trí huệ bát nhã vốn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, là viên dung vô ngại chiếu khắp mọi nơi. Cái danh hiệu này là tỷ dụ mặt trời chiếu ban ngày, mặt trăng chiếu ban đêm. Mặt trời và mặt trăng chiếu không tới thì ánh đèn chiếu tới, cho nên dùng như nguyệt đăng thì chiếu khắp mọi nơi, là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Đây là quang minh bát nhã của tự tánh. Chúng ta là mong cầu điều này, cho nên tu pháp môn niệm Phật là người có trí huệ rất cao, tuyệt đối không phải người ngu dốt, mà là người có trí huệ rất cao. Vị Phật thứ hai là Danh Văn Quang Phật. Danh hiệu của vị Phật này là tượng trưng lúc tu huệ vừa mới thành tựu thì nhất định có tiếng tâm. Người thế gian, chúng ta thường nói cái danh phù hợp với thực tế. Tự quý vị tu trì đạt đến một mức độ cao thì nhất định có người khen ngợi quý vị, và nhất định có người kính trọng quý vị. Quý vị không cầu danh mà tự nhiên có người giúp cho quý vị tuyên truyền. Vì vậy quý vị có danh, sau khi có danh thì sẽ có lợi, sẽ được mọi người cúng dường. Lúc đó lại là một cửa ải. Nếu quý vị khởi lòng tham thì liền thối chuyển, chẳng những không thể tiến bộ, e rằng từ đây về sau thì sẽ đọa lạc. Quý vị nên biết, từ xưa đến nay những người khi gặp phải cảnh giới này, họ bị trượt ngã đọa lạc không biết là bao nhiêu người. Đây là đối với bất cứ người tu hành nào cũng phải đi qua cửa ải này. Cho nên quý vị phải biết giác ngộ, danh lợi là ám ảnh, không phải là chuyện tốt. Nhất định phải dùng trí huệ sáng suốt để chiếu kiến nó. Cho nên quý vị phải biết giác ngộ. Hay nói cách khác, đã thật sự giác ngộ rồi thì quý vị mới buông bỏ được danh vọng lợi dưỡng. Quý vị mới không còn lòng tham thì buông bỏ được danh vọng lợi dưỡng, cho nên đạo nghiệp của quý vị mới có thể không ngừng mà tiến bộ. Hễ có lòng tham thì là tạo tội nghiệp. Cho nên danh văn quang phía sau phải có quang. Nếu phía sau danh văn mà không có quang thì không biết giác ngộ. Vị Phật thứ ba là Đại Diệm Kiên Phật. Kiên là hai cái vai, diệm là ngọn lửa, là tượng trưng cho hào quang của Phật. Hai cái vai này là có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Sự nghiệp của Như Lai là gì? Là hoằng pháp lợi sanh. Gia nghiệp của Như Lai chính là hoằng pháp lợi sanh.
Khi đã có danh văn quang, trong danh văn có quang tức là có trí huệ, thì không còn chấp trước, tiếp tục không ngừng mà tinh tấn, thì mới có thể gánh vác trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh. Cho nên hai cái vai này là tượng trưng cho hai thứ trí huệ, thật trí và quyền trí. Thật trí là trong kinh Bát Nhã nói vô tri, quyền trí là vô sở bất tri. Bát Nhã vô tri và vô sở bất tri. Vô tri là thể, vô sở bất tri là tác dụng. Đầy đủ hai thứ trí huệ này, phát tâm nói tiếp huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, tự lợi lợi tha, thì đây là ý nghĩa của đại diện kiên Phật. Vị Phật thứ tư là Tu Di Đăng Phật. Phàm là trong câu danh hiệu có hai chữ tu di, đều là tượng trưng cho tự tánh, đều là nói tánh đức. Chữ đăng này là nói ánh đèn, tuy không sáng bằng mặt trời và mặt trăng, nhưng là trí huệ của tự tánh đã lộ ra rồi. Tuy không sáng nhưng đã lộ ra rồi, đã và đang phóng ánh sáng. Phóng ánh sáng thì chuyển thức thành trí. Đây là quang minh của tự tánh. Phải chuyển như thế nào? Thật tại mà nói, trong Kinh Kim Cang có dạy, có dạy phương pháp đơn giản nhất, vắn tắt nhất cho chúng ta chuyển thức thành trí. Nếu chúng ta từ trên tổng cương lĩnh mà nói, tức là phá ngã tướng, cái căn nguyên đó chính là ngã tướng và ngã kiến. Tứ tướng đều là từ trong ngã tướng và ngã kiến sanh ra. Tuy trong Kinh Kim Cang có nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ gia tướng, trên nhiên trên thực tế chỉ có một cái ngã tướng. Nếu phá được ngã tướng thì không có tứ tướng. Ba tướng khác đều là do ngã tướng sanh ra, đều là do ngã tướng biến hiện ra. Thật ra chỉ có một cái ngã tướng. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã dạy phá ngã chấp, phá ngã tướng và phá ngã kiến, là phải dùng trí huệ chân thật để phá ngã chấp, thì chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Người phàm phu sở dĩ không thành Phật, người phàm phu sở dĩ không ra khỏi tàm giới, chính là vì trong tâm có ngã tướng. Niệm niệm không quên ngã tướng thì đây là điều rất phiền phức. Nếu dùng ngã chấp mà muốn phá ngã tướng thì rất khó, rất khó. Hàng tiểu thừa thì dùng cái phương pháp này để phá ngã tướng. Cho nên khi hàng tiểu thừa chứng được quả tu đầu hoàng thì họ chỉ còn 7 lần sanh tử trong nhân gian và cõi trời mới khống chế được cái ngã tướng này. Lúc đó họ mới được ra khỏi tam giới ở trên cõi trời và nhân gian. Thời gian bao lâu? Thọ mạng của nhân gian thì ngắn, nhưng thọ mạng của cõi trời thì dài. Thì quý vị mới biết điều này rất là khó. Nhưng nếu tu Pháp Môn Đại Thừa thì khác hẳn. Bởi vì phương pháp trí bát nhã của Đại Thừa rất là tuyệt diệu. Dùng phương pháp này thì có thể phá được ngã tướng, rất là tuyệt diệu. Và quý vị không nên nghĩ cá nhân mình, khởi tâm động niệm thì nghĩ đến chúng sanh. Cho nên Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói, ta phải diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh
Câu kinh văn này tức là câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ của trong tứ hoằng thệ nguyện. Ngài luôn luôn nghĩ đến phải độ tất cả chúng sanh và phải diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ có nghĩa là phải khiến cho tất cả chúng sanh thành Phật, là cái ý nghĩa này. Quý vị thấy tâm lượng này rất rộng lớn. Thì ra có ngã tướng thì tâm lượng rất nhỏ, mà Ngài có thể đem tâm lượng phóng lớn ra, phóng lớn như tận hư không khắp pháp giới, thì ngã chấp không đoạn mà tự nó đoạn. Ngã tướng không cần phá mà tự nó phá. Ngã kiến không cần trừ mà tự nó trừ. Phương pháp này rất tuyệt diệu. Trong kinh Kim Cang lại nói, mà thật không có một chúng sanh nào được diệt độ. Câu kinh văn này rất quan trọng. Diệt độ mà thật không có diệt độ, kể cả phi pháp tướng cũng không chấp. Pháp tướng là có tướng, phi pháp tướng là không tướng. Hai bên có và không cũng không chấp, thì tự nhiên trở về với tự tánh, thì gọi là viên mãn thành Phật đạo. Đây cũng là phương pháp tuyệt diệu chuyển thức thành trí. Cách tu của Pháp Tánh Tông thì cao minh hơn Pháp Tướng Tông. Cách giảng của Pháp Tướng Tông thì rất thấu triệt, nhưng phương pháp tu thì không bằng Pháp Tánh Tông. Cho nên chúng ta phải biết rõ những đạo lý này, dùng những đạo lý này để niệm một câu A Di Đà Phật này thì công đức không thể nghĩ bàn. Phương pháp này của Pháp Tánh Tông có thể chuyển thức thứ sáu. Thức thứ sáu là phân biệt. Chúng ta tại trong tất cả cảnh giới mà không phân biệt. Đây chính là diệu quan sát trí. Người thế gian không thấy được, nhưng quý vị thấy được rất rõ ràng. Vì sao người thế gian không thấy được? Bởi vì họ có chấp trước, họ có vọng tưởng, cho nên họ không thấy được. Chính vì quý vị không có vọng tưởng, không có chấp trước, cho nên quý vị thấy được rất rõ ràng. Đây là diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng ta tánh trí. Thức thứ bảy là chấp trước. Quý vị không có chấp trước thì tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng thì pháp bình đẳng, thì vạn pháp bình đẳng, thì thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều bình đẳng. Đây là chuyển thức thứ tám thành đại viên kính trí. Chuyển năm thức trước thành thành sở tác trí. Theo trong giáo hạ mà nói, thì đây là chiếu kiến. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không mới có thể đạt đến cảnh giới này. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật này có thể chuyển thức hành trí. Cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Chỉ cần đúng như pháp mà niệm Phật, cũng tức là trong mấy ngày qua tôi đã trình bày với quý vị, tuy chúng ta có niệm Phật nhưng niệm không đúng như pháp, chúng ta hữu khẩu vô tâm. Cho nên niệm Phật không tương ứng. Nếu niệm Phật đúng như pháp thì nhất niệm tương ứng niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, niệm đúng như pháp thì tương ứng. Tôi cũng đã giảng rất rõ ràng tương ứng với cái gì. Tâm của chúng ta cùng với tâm của Phật không khác. Nguyện của chúng ta cùng với nguyện của Phật không khác. Giải hành của chúng ta cùng với giải hành của Phật không khác. Tâm nguyện giải hành của Phật đều ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành. Chúng ta niệm Phật phải tương ứng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật thì mới gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật thì có thể đạt đến cảnh giới này. Đây là thành tựu trí huệ chân thật của mình. Cho nên niệm Phật là tu huệ. Trong pháp môn niệm Phật có đủ trí huệ rất cao.
Quý vị dùng phương pháp gì để khai trí huệ? Vị Phật thứ năm là vô lượng tinh tấn Phật. Vị Phật này là dạy phương pháp tu huệ. Thiện căn của Bồ Tát Đại Thừa duy nhất tinh tấn. Chỉ cần tinh tấn không giải đãi thì quý vị có thể khai trí huệ. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến, hoặc niệm đến sự nhất tâm bất loạn, hoặc niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì khai trí huệ. Cho nên phải nhờ vào tinh tấn. Có số đồng tu đến hỏi tôi, họ niệm Phật đã niệm được 2-3 năm mà vẫn còn rất nhiều phiền não vọng tưởng, hàng phục không được, phải làm sao? Quý vị nói phải làm sao? Bởi vì công phu của họ không đủ, cho nên phải tinh tấn cố gắng mà niệm, phải tinh tấn niệm theo thời gian nữa thì công phu niệm Phật tự nhiên được đắc lực, thì tự nhiên sẽ ít đi phiền não vọng tưởng. Cho nên tu huệ là đứng đầu, tức là nói rõ người niệm Phật không phải ngu dốt, cũng không phải độn căn, mà người niệm Phật có trí huệ rất cao. Tự chúng ta phải hiểu rõ điều này thì mới không bị ảnh hưởng bởi người khác phê bình, thì lòng tin của chúng ta mới không bị dao động. Phải nhận biết cho rõ ràng. Kế tiếp là phương Tây. Thế Tôn vì chúng ta nói ra danh hiệu của bảy vị Phật. Phía trước, phương Đông và phương Nam đều là năm vị Phật. Đến phương Tây thì Phật đột nhiên nói ra bảy vị Phật. Bảy là tượng trưng cho viên mãn. Còn năm tượng trưng cho cái gì? Năm cũng là tượng trưng cho viên mãn. Thế nhưng ý nghĩa của năm và bảy thì khác nhau. Thế Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt đời thuyết pháp chia làm năm thời kỳ, tức là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa, năm thời kỳ. Tại trong Nhã Pháp của Phật thường nói năm thừa Phật Pháp. Năm thừa hoặc năm thời cũng không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này. Theo cách nói này, không những là Tịnh Tông, tuyệt đối không thể trái với nguyên tắc này, mà bất cứ tông phái nào và bất cứ pháp môn nào, nếu trái với nguyên tắc này cũng không thể thành tựu. Năm là cái ý nghĩa này. Bảy là tượng trưng cho viên mãn. Trong Tịnh Tông thường dùng bảy, như trong bộ kinh này có nói bảy tầng lan can, bảy tầng hàng cây là do và ao bảy báo đều dùng bảy. Bảy là tượng trưng cho viên mãn. Bảy là bốn phương, trên dưới và chính giữa. Bảy là cái ý nghĩa này, nó không phải là con số. Bảy là tượng trưng cho phước huệ viên mãn. Cho nên niệm Phật là phước huệ viên mãn. Sự lợi ích của niệm Phật không thể nghĩ bàn. Vị Phật thứ nhất là vô lượng thọ Phật. Nói đến phước đức thì thọ mạng là đệ nhất đức. Nếu không có thọ mạng thì những thứ khác đều là vô ích. Trường thọ là đệ nhất đức, đem nó đặt ở hàng đầu, là tượng trưng cho phước đức trường thọ. Vị Phật thứ hai là vô lượng tướng Phật. Tướng là tướng mạo trang nghiêm, là tượng trưng cho giàu sang. Quý vị xem, trong thế gian này, tướng của người giàu sang khác với tướng của người nghèo hèn.
Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã nêu ra một ví dụ: nếu người ăn mày đứng chung với nhà vua mà so sánh, tướng của họ có giống nhau hay không? Có cùng một giai cấp hay không? Đương nhiên là khác nhau. Tướng của nhà vua là tướng phú quý. Vô lượng tướng Phật là tượng trưng cho phú quý. Vị Phật thứ ba là vô lượng tràng Phật. Tràng có nghĩa là cao nhất. Hiện nay, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta đã thay đổi. Hoàn cảnh hoàn toàn khác với xưa kia. Vào xưa kia là xã hội nông nghiệp. Như hiện nay, trong thành phố, những tầng lầu cao ốc, người xưa kia, họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bảo tháp cao nhất cũng chỉ có thể xây 13 tầng, cao hơn nữa thì không có. Những căn nhà thông thường cao khoảng 3 tầng. 3 tầng trở lên thì rất ít. Còn những cung điện thông thường, đa số cũng là 2 tầng. Cho nên ở trước sân của tự viện thường có một cột cờ rất cao. Nó không phải là treo quốc kỳ, mà là treo tràng và phướng. Tràng là hình tròn, phướng là dẹp, tràng là tròn, bên trong rỗng không, được treo trên cột cờ. Có nghĩa là gì? Là tín hiệu. Bởi vì xưa kia, trong tự viện không có thông báo cho tín đồ. Bởi vì Phật Pháp là sư đạo, chỉ nghe đến học, không nghe đi dạy. Như nay trong đạo tràng này có giảng kinh thuyết pháp, thì có thể gỡ thơ hoặc dùng điện thoại thông báo cho tín đồ. Xưa kia thì không có cách thông báo này. Cách thông báo của xưa kia là treo tràng trên cột cờ. Khi tín đồ nhìn thấy tín hiệu này thì biết được hôm nay trong đạo tràng này có pháp sư giảng kinh. Người nào thích nghe giảng kinh thì đến. Tràng là ý nghĩa này. Còn treo phướng là làm pháp hội. Cho nên làm pháp hội là treo phướng, giảng kinh thì treo tràng. Giảng kinh gọi là pháp tràng dựng cao. Cho nên tràng và phước là tượng trưng cho một tín hiệu, có nghĩa là cao nhất. Ở chỗ này là tượng trưng cho một người có địa vị, rất cao và có vinh dự hiển hách trong xã hội. Dù là hiện nay mà nói, họ rất là nổi tiếng, địa vị của họ rất cao. Đây là ý nghĩa biểu pháp của vô lượng tràng Phật. Vị Phật thứ tư là Đại Quang Phật, là nói Ngài có đại trí huệ. Vị Phật thứ năm là Đại Minh Phật. Minh là sáng suốt, trong sạch, tức là trí huệ khởi dụng. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, Ngài thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Vị Phật thứ sáu là Bảo Tướng Phật. Ngài là Bậc Tôn Thánh, tức là Ngài được tất cả đại chúng tôn trọng. Trong tất cả đại chúng, Ngài là thù thắng nhất. Đây toàn là thuộc về phước đức. Phật tại trong kinh có nói, không có phước báo thì không thể độ chúng sanh. Cho nên độ chúng sanh nhất định phải có phước báo, phải có phước huệ viên mãn mới được thành Phật. Trong lời tuyên thệ của Tam Quy, quy Phật, nhị túc tôn,
Cũng có số người họ đã hiểu sai ý nghĩa của hai câu này. Họ nghĩ rằng nhị túc là hai cái chân. Họ hoàn toàn đã hiểu sai ý nghĩa. Nhất là Phật học từ điển của ngoại quốc phiên dịch. Họ phiên dịch bằng Anh văn. Nhị túc tôn dịch là hai cái chân tôn quý nhất. Họ đã dịch sai ý nghĩa rồi. Người ngoại quốc phiên dịch Phật pháp rất là có vấn đề. Chữ nhị này tức là hai thứ trí huệ và phước đức, túc là đầy đủ, có nghĩa là viên mãn. Trong hai thứ trí huệ và phước đức thì Phật là tôn quý nhất, cũng tức là nói không ai có thể vượt hơn trí huệ của Phật, không ai có thể vượt hơn phước báo của Phật. Đó có nghĩa là trí huệ và phước báo của Phật lớn nhất. Vì vậy, Phật dạy cho chúng ta, bình thường tu huệ và tu phước cũng rất là quan trọng. Nếu tu huệ mà không tu phước, dù có tu giỏi đi nữa, nghiêm trì giới luật, thông đạt giáo lý, nhưng không có phước báo. Không có phước báo thì sao? Thì lên đài giảng kinh thuyết pháp không có người đến nghe, thính chúng là phước báo. Quý vị thuyết pháp không có người đến nghe, tức là người ta không thích quý vị. Cho nên điều này rất là quan trọng. Phật có dạy cho chúng ta, Bồ Tát muốn thành Phật, trước khi Bồ Tát thành Phật, họ phải đặc biệt tu phước báo, phải tu phước 100 kiếp, sau đó mới độ chúng sanh, thì pháp duyên mới được thù thắng. Đây là đặc biệt nhấn mạnh tính chất quan trọng của sự tu phước. Quý vị nghĩ xem, Phật vì độ chúng sanh, Ngài cũng phải tu phước. Người thế gian, bất luận làm nghề nào, nếu họ muốn sự nghiệp phát đạt thì họ phải tu phước. Nếu họ không chịu tu phước mà họ muốn sự nghiệp phát đạt thì rất khó. Tu phước chính là kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Họ phải kết thiện duyên với mọi người thì mới được mọi người tôn trọng, ủng hộ, thì mới có thể không bại, không suy. Người thời xưa họ hiểu rõ điều này, còn người thời nay họ không tin nhân quả báo ứng thì không có cách nào. Tuy hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều đại sĩ nghiệp gia, họ đích thật cũng đã phát đại tài một thời, thế nhưng không bao lâu thì nghe nói họ đã vỡ nợ, họ đã phá sản, họ đã biệt tâm tích. Tại vì sao? Vì họ đã hưởng hết phước báo. Đây tức là nói rõ, họ đang lúc hưởng thụ phước báo, họ đã lơ là, không biết tu phước, không hiểu được đạo lý của nhân quả. Đây là điều rất đáng tiếc. Xưa kia ở Trung Quốc, những nhà giàu có khi họ biết được ở nơi nào gặp phải tai họa như hạn hán, lũ lụt, những thiên tai như vậy, thì những nhà giàu có họ tự động phát tâm bố thí làm công việc cứu tế. Thường thấy nhất là họ nấu cháo bố thí, họ bố thí thức ăn và uống cho những người gặp phải tai họa. Họ làm việc cứu tế này là rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, cho nên phước báo này rất lớn. Họ thương xót những người dân đói lạnh, họ giúp đỡ cho những người gặp phải tai họa. Trong những ngày lễ tiết họ cũng bố thí. Trong Phật môn chúng ta gọi là vô già đại hội, tức là không có điều kiện mà giúp đỡ cho những người nghèo nàn,
có thể sống qua những ngày khó khăn. Họ biết được tu phước. Những chuyện này đều có ghi chép trong tiểu thuyết Bút Ký của Trung Quốc và trong sách nói về nhân quả cũng có ghi chép rất nhiều. Có ghi chép chỉ là phần ít, còn không có ghi chép thì rất nhiều. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này, phải biết tu phước. Tu phước rất là quan trọng. Vị Phật thứ bảy là Tịnh Quang Phật. Vị Phật này là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành và tu phước như thế nào. Tịnh là thanh tịnh, nhất định phải ba nghiệp thanh tịnh. Quang là trí huệ. Nếu thân tâm không thanh tịnh và không có trí huệ thì quý vị không có cách nào tu được phước báo. Đương nhiên cũng không có cách nào quý vị tu được viên mãn đại phước báo. Cho nên tu phước tâm phải thanh tịnh. Trong kinh Bát Nhã có nói tam luân thể không. Đây là dạy cho chúng ta tu phước không chấp tướng. Không chấp tướng, chúng ta giúp đỡ người khác phải có tâm chân thành. Nếu trong tâm quý vị nghĩ rằng ta tu phước tương lai sẽ được phước báo thì cái tâm này không thanh tịnh. Vậy có được phước báo hay không? Được, nhưng rất ít. Cũng như quý vị làm nghề buôn bán vậy. Quý vị làm nghề buôn bán đương nhiên là có lời, nhưng không nhiều. Đây là quý vị có ý làm mà làm. Hoặc là muốn được tiếng tốt, hoặc là muốn mọi người tán thán khen ngợi quý vị. Quý vị tu phước là có mục đích. Hoặc là quý vị muốn đời sau sanh lên cõi trời hưởng phước báo. Nói tóm lại, quý vị mà có những ý niệm này thì tâm không thanh tịnh. Quý vị nên biết tu bố thí là hoàn toàn không có điều kiện, mà chỉ có một động cơ là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không bao giờ tự mình nghĩ đến cá nhân mình thì cái tâm này mới là thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh trí huệ để tu phước thì mới có thể thành tựu viên mãn đại phước báo. Cho nên Tịnh Quang là ba nghiệp thanh tịnh, là trí huệ quang minh. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Ngày nay tín đồ Phật giáo ở Đài Loan chúng ta rất nhiều, người tu phước cũng rất nhiều. Dùng ý nghĩa của Tịnh Quang mà đối chiếu thì liền thấy được tâm của họ không thanh tịnh thì không có trí huệ. Bởi vì họ tu phước đều là có mong cầu. Họ tu bố thí cúng dường cho tự viện đều là có mục đích, đều là có mong cầu. Họ nghe nói cúng dường cho nhà chùa thì một vốn vạn lời. Có nghĩa là bỏ một được vạn phước báo. Cho nên họ tranh nhau mà cúng dường. Nếu như nói quý vị bố thí mà không có phước báo, tôi nghĩ rằng không có một người nào chịu bố thí. Cho thấy họ bố thí tâm của họ không thanh tịnh thì không có trí huệ. Cách bố thí tu phước của họ thật sự có được phước báo hay không? Không nhất định. Những người làm nghề buôn bán lớn thường hay cúng mấy triệu hoặc mấy chục triệu cho nhà chùa, họ vẫn là vỡ nợ, vẫn là phá sản. Tại vì sao? Vì họ không có phước báo. Họ không có phước báo, cũng không có trí huệ, tức là tâm không thanh tịnh thì không có trí huệ. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Kế tiếp là phương Bắc. Thế Tôn vì chúng ta nói ra danh hiệu của năm vị Phật. Năm danh hiệu này là dạy hóa tha. Hai chữ, cho nên chữ năm này là có liên quan đến năm thời và năm thừa thuyết pháp. Năm vị Phật này là tượng trưng cho hóa tha. Tại vì sao?
vì đã có trí huệ và lại có phước báo. Khi đã có đủ trí huệ và phước báo, ngay trong lúc này thì có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai, làm lợi ích cho chúng sanh. Vị Phật thứ nhất là Hiện Kiên Phật. Hiện Kiên có nghĩa là gánh vác sứ mạng, mỗi kiếp huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Vị Phật thứ hai là Tối Thắng Âm Phật. Thắng là thù thắng, là thù thắng nhất. Thù thắng nhất là âm thanh niệm Phật. Như Ngài Văn Thù Bồ Tát tại trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, giáo thể ở cõi này nghe âm được thanh tịnh. Người thế gian chúng ta nhĩ căn là lợi nhất. Thế Ca Mâu Ni Phật, Ngài ở cõi này thuyết pháp độ chúng sanh, Ngài dùng âm thanh làm Phật sự, Ngài dùng âm thanh diễn thuyết bộ kinh này, khuyên dạy tất cả chúng sanh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cái âm này là Tối Thắng Âm. Tương ứng với cái âm này là Tối Thắng Âm, niệm Phật là Tối Thắng Âm, đọc kinh Vô Lượng Thọ là Tối Thắng Âm, đọc kinh A Di Đà là Tối Thắng Âm. Vì người giải nói kinh điển của Tịnh Tông là Tối Thắng Âm. Tối Thắng Âm là ý nghĩa này. Vị Phật thứ ba là Nan Trở Phật. Trở là cản trở, tức có nghĩa là nói hoằng pháp lợi sanh, phải dũng mãnh tinh tấn. Có bị cản trở hay không? Nhất định là có. Không cần nói trong thời đại này của chúng ta, mà năm xưa lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài hoằng pháp lợi sanh, trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo, bên ngoài có 96 loại ngoại đạo, làm sao mà không có cản trở? Thế nhưng phải tinh tấn, không sợ khó khăn. Hết thảy tất cả chướng nạn cũng phải dùng trí huệ, dùng phương pháp để đột phá. Nan trở là cái ý nghĩa này. Vị Phật thứ tư là Nhật Sanh Phật. Ý nghĩa của danh hiệu này là giảng dạy tương trợ lẫn nhau, như ánh sáng của mặt trời từ phương đông ló dạng, càng lúc càng sáng. Nghĩa là chánh pháp trụ lâu dài, phước đức cho nhân thiên. Cũng là biểu thị mục tiêu giáo hóa chúng sanh là khiến cho tất cả chúng sanh khai trí huệ. Đây chính là mục tiêu giáo hóa của Phật, gọi là hoằng pháp lợi sanh. Tiêu chuẩn của lợi sanh là khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, thì gọi là nhược sanh. Y theo tiêu chuẩn này, nếu không thể khiến cho tất cả chúng sanh khai trí huệ, thì con đường hoằng pháp của chúng ta đã đi sai rồi. Chúng ta mà y theo tiêu chuẩn này thì hoàn toàn đã sai lầm. Cho nên nhất định phải khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Vị Phật thứ năm là Võng Minh Phật. Vị Phật này là dạy phương pháp hoằng pháp lợi sanh. Võng là tỷ dụ La Võng của Đại Phạm Thiên, là nói rõ phương pháp hoằng pháp lợi sanh phải nên dùng vô lượng pháp môn độ chúng sanh. Vô lượng pháp môn cũng giống như La Võng vậy, có rất nhiều lỗ. Lúc Phật còn tại thế, Ngài dùng vô lượng pháp môn độ chúng sanh, là phải người như thế nào thì giảng pháp như thế đó cho họ. Cho nên Ngài đã nói rất nhiều pháp môn, Ngài ứng cơ thuyết pháp, Ngài dùng vô lượng pháp môn để phổ độ chúng sanh.
Võ minh là cái ý nghĩa này. Đương nhiên, đây là sự nghiệp của Đại Bồ Tát. Nay trí huệ và phước báo của chúng ta hãy còn rất kém thì phải thâm nhập một môn. Tự hành quá tha là giúp cho người khác, chính là giúp cho mình. Kế tiếp là phường dưới. Thế Tôn nêu ra danh hiệu của sáu vị Phật. Sáu là tượng trưng cho Đại Thừa. Hay nói cách khác, phía trước là nói năm thừa Phật Pháp, tức Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên và Nhân, gọi là năm thừa Phật Pháp. Kế tiếp là nói sáu pháp ba la mật của Bồ Tát, khác với hàng tiểu thừa. Chỉ riêng pháp Bồ Tát, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của pháp Bồ Tát. Thì khi chúng ta đã hiểu rõ thì đại hạnh của Bồ Tát là giáo hóa phổ độ tất cả chúng sanh. Thì như chư tổ sư đại đức trong Phật giáo chúng ta, họ cũng phát nguyện giáo hóa phổ độ tất cả chúng sanh. Đây là nói chư tổ sư đại đức giáo hóa chúng sanh, khác với hàng tiểu thừa. Vị Phật thứ nhất là Sư Tử Phật. Trong Kinh Phật thường hay dùng sư tử để tỉ dụ Phật thuyết pháp, gọi là sư tử hống, có nghĩa là nói rõ đệ tử của Phật. Các hàng đệ tử của Phật thật sự có tu, có chứng, họ thuyết pháp không khác gì với Phật. Họ đích thật có thể, họ có thể thay Phật giáo hóa chúng sanh, gọi là thành Pháp Vương Tử, như Phật không hai. Dùng sư tử Phật để thuyết pháp độ chúng sanh. Vị Phật thứ hai là Danh Văn Phật. Vị Phật này là nổi tiếng khắp mười phương, đích thật là Nhân Thiên Nhãn Mục, như Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, hoặc là lịch đại tổ sư đại đức trong lịch sử Phật giáo chúng ta. Các ngài đích thật là nổi tiếng khắp mười phương, được tất cả chúng sanh tôn kính, biểu thị họ hoằng pháp lợi sanh khắp trong thế gian. Vị Phật thứ ba là Danh Quang Phật. Quang là trí huệ, phải có đại trí huệ thì mới có thể tùy cơ thuyết pháp và ứng cơ thuyết pháp. Do vì thuyết pháp khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Danh quang là ý nghĩa này. Vị Phật thứ tư là Đạt Ma Phật. Đạt Ma là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là pháp, tức có nghĩa là nói. Chư Bồ Tát Đại Đức, họ hoằng pháp lợi sanh, nhất định là có sư thừa. Pháp là sư thừa, tức là họ có thầy đời đời tương truyền. Cho nên họ đích thật có thể là mẫu mực của chúng sanh. Họ có thể là mô phạm của người tu hành. Trong giáo pháp của Phật có dạy, tức là Phật dạy cho chúng ta tứ y pháp. Bốn pháp này rất là quan trọng. Chúng ta học Phật phải luôn luôn nhớ kỹ. Pháp thứ nhất là y pháp bất y nhân. Hiện nay có rất nhiều người học Phật, họ là y nhân bất y pháp, họ đã học sai rồi. Pháp thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Pháp thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Tịnh tông của chúng ta là liễu nghĩa trong liễu nghĩa,
là Đại Thừa trong Đại Thừa. Đây là trong lịch sử, hầu như là Đại Tổ Sư Đại Đức đều công nhận. Pháp thứ tư là y trí bất y thức. Câu này rất là quan trọng. Trí tức là lý trí, thức là cảm tình. Những người học Phật chúng ta không nên đi theo cảm tình. Cảm tình dụng sự là mê. Phải có lý tánh, phải có lý trí, đi theo lý trí, không y cảm tình. Niệm Phật thứ năm là Pháp Tràng Phật. Tràng có nghĩa là cao nhất. Ở chỗ này là nói hai chúng sanh tuyển chọn Pháp Nhãn. Ngài có năng lực thay chúng sanh tuyển chọn Pháp Môn. Ngài có năng lực này. Ngài có năng lực kiến Pháp Tràng, lập tông chỉ, đại hạnh giáo hóa, phổ độ chúng sanh. Ngài có khả năng ở thế gian này kiến tạo sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp. Vị Phật thứ sáu là Trì Pháp Phật. Danh hiệu này là dạy tự hành quả tha. Nhất định phải y theo tu hành. Nhất định phải y theo đạo lý và phương pháp trong kinh điển của Phật đã dạy thì gọi là Trì Pháp. Gọi là Trì Pháp. Tuyệt đối không thể trái với lời dạy của Phật. Trì Pháp, Pháp chính là kinh điển. Nhất định phải y theo kinh điển mà tu hành. Sau cùng là phương trên. Thế Tôn nói ra danh hiệu của 10 vị Phật. 10 là tượng trưng cho đại viên mãn. Đặc biệt là pháp môn này của chúng ta một đời thành Phật. Vị Phật thứ nhất là Phạm Âm Phật. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Nếu chúng ta có thể phá tứ tướng, lìa tứ kiến thì thuyết pháp thanh tịnh. Ở trong thế pháp và Phật pháp mà không chấp trước thì thuyết pháp thanh tịnh. Vị Phật thứ hai là Tú Vương Phật. Tú tức là tinh tú, là vua trong tất cả tinh tú. Đây là tinh tú lớn nhất. Nay nhục nhãn của chúng ta nhìn thấy tinh tú lớn nhất chính là mặt trăng. Đây là tượng trưng cho Pháp Bồ Tát Đại Thừa, là trong hết thể tất cả pháp môn chí cao vô thượng. Đây là tượng trưng cho Đại Thừa. Tố Vương Phật là tượng trưng cho Đại Thừa. Đại Thừa là con đường tắt của vô thượng đạo. Tiếp theo là vị Phật thứ ba, Hương Thượng Phật. Hương Thượng Phật là tượng trưng cho Thiền Tông. Quý vị đọc trong phẩm thứ sáu của Đàn Kinh. Lục Tổ Huệ Năng có nói truyền hương sám hối. Ngài dạy cho chúng ta phương pháp tu học là con đường tắt của Đại Thừa. Tu theo phương pháp của Đại Thừa thì rất mau được thành tựu. Cho nên là con đường tắt trong đường tắt Đại Thừa. Đại Thừa là đường tắt, Thiền Tông là đường tắt trong đường tắt. Vị Phật thứ tư là Hương Quang Phật. Hương Quang là tượng trưng cho tịnh độ. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương có nói Hương Quang Trang Nghiêm. Cho nên Hương Quang là tượng trưng cho tịnh độ. Phương pháp của tịnh độ còn vững vàng hơn, mau chóng hơn Thiền Tông. Vì vậy cổ nhân nói tịnh tông là đường tắt nhất trong đường tắt. Mới biết pháp môn tịnh tông thù thắng nhất. Đây là đem pháp môn này thù thắng nhất trình bày cho quý vị
để cho quý vị tự mình tuyển chọn. Vị Phật thứ năm là đại diện kiên Phật. Đây là nói rõ chư Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức giáo hóa chúng sanh nhất định phải dùng phương pháp, phải dùng pháp môn thù thắng nhất để giáo hóa chúng sanh. Không thể giữ lại pháp môn thù thắng nhất này mà chỉ dùng pháp môn hạng nhì, hạng ba để dạy cho người khác. Đây là điều không thể được. Nhất định phải dùng pháp môn thù thắng nhất để dạy cho chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh một đời thành Phật. Cho nên tổ sư của Tịnh Tông được mọi người tôn xưng là đại sư. Quý vị nên biết, trong Phật giáo không phải tùy tiện mà xưng hô đại sư. Được gọi là đại sư là tiếng tôn xưng đối với Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Hiện nay có nhiều người học Phật, họ không hiểu cách xưng hô này. Họ đối với một người xuất gia, họ tôn kính người xuất gia đó, họ gọi là đại sư. Cách gọi này hơi quá đáng. Quá đáng tức là đối với người xuất gia bất kính. Như quý vị gặp một người thông thường, quý vị cúi đầu chào họ, gọi họ là ông tổng thống, đây là mắng họ, đâu phải là tôn kính họ, mà là mắng họ. Cho nên quý vị nên biết, hai chữ đại sư này là tiếng tôn xưng đối với Phật. Như chúng ta đối với Bồ Tát, cách xưng hô tôn kính nhất, chúng ta gọi Quan Thế Âm Bồ Tát là đại sĩ, không gọi là đại sư. Chúng ta tôn kính gọi Địa Tạng Bồ Tát là Địa Tạng Đại Sư, Địa Tạng Đại Sĩ, không gọi là Đại Sư. Nếu gọi một người xuất gia là Đại Sư hay nói cách khác, thì quả vị của họ cao hơn Quan Thế Âm Bồ Tát, cao hơn Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Thì thành ra Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đều là học trò của họ. Cách xưng hô này có đúng hay không? Đương nhiên là không đúng. Chúng ta chỉ có thể gọi họ là Pháp Sư, gọi Pháp Sư là cung kính nhất. Cách xưng hô này thì đúng, nhưng nếu gọi họ là Đại Sư thì đã gọi quá mức, thì không hợp lễ. Lễ là có tiết độ, không được quá mức, cũng không được thất lễ. Cho nên quá mức cũng là thất lễ, cũng không hợp lễ. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Thế nhưng chỉ có chư tổ sư của Tịnh Độ Tông xưng là đại sư. Quý vị nên biết, chư tổ sư của Tịnh Độ Tông đều là sau khi vãng sanh mới xưng là đại sư. Như đại sư Ấn Quang, lúc ngài còn tại thế đều gọi ngài là pháp sư, là pháp sư Ấn Quang, không có người gọi ngài là đại sư. Sau khi ngài đã vãng sanh thì mọi người mới tôn xưng ngài là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, mới xưng ngài là đại sư. Sau khi ngài vãng sanh thì mới tôn xưng ngài là đại sư, mà không phải lúc ngài còn tại thế xưng là đại sư. Quý vị phải biết rõ điều này. Chư tổ sư của Tịnh Độ Tông vì sao có thể xưng là đại sư? Bởi vì pháp môn này là pháp môn dạy người tu hành một đời thành Phật. Hay nói cách khác, nếu không thể khiến cho tất cả chúng sanh một đời thành Phật thì vị thầy đó không đủ tư cách xưng là đại sư, chỉ có thể xưng là đại sĩ Bồ Tát, không thể xưng là Phật. Chỉ có Phật mới có năng lực khiến cho tất cả chúng sanh một đời viên mãn thành Phật. Hai chữ đại sư là ý nghĩa này. Trong danh hiệu của Phật bao hàm ý nghĩa rất sâu. Chúng ta đọc trong đoạn Kinh Văn Sáu Phương Chư Phật này phải đọc cho kỹ. Nếu không đọc kỹ thì sẽ không hiểu được diệu nghĩa danh hiệu của chư Phật. Điều này thật là đáng tiếc. Vị Phật thứ sáu là Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. Vị Phật này là tượng trưng cho một đời viên mãn. Thật tại mà nói chính là tượng trưng cho bộ kinh điển Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, là thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, thì đã chứng minh pháp môn niệm Phật là nơi trở về của Kinh Hoa Nghiêm, là chỗ quy túc của Kinh Hoa Nghiêm. Đây cũng là Phật âm thầm chỉ dạy cho chúng ta, trong hết thảy tất cả pháp môn phải tuyển chọn pháp môn nào để tu. Vị Phật thứ bảy là Ta La Thọ Vương Phật. Ta La Thọ là một loại cây rất là cứng rắn. Danh hiệu này là tượng trưng cho mật tông, cứu cánh kiên cố,
là vua của Đại Pháp. Ở chỗ này, chúng ta có thể xem là mật tịnh không hai. Hương thượng Phật là nói thiền tịnh không hai. Không có pháp môn nào mà không trở về đến tịnh độ. Vị Phật thứ 8, Bảo Hoa Đức Phật là viên mãn báo thân. Vị Phật thứ 9, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật là thiền báo ức quả thân. Vị Phật thứ 10, Như Tu Di Sơn Phật là thanh tịnh pháp thân. Ba vị Phật sau cùng này chính là một thể ba thân. Từ chư Phật ở phương Đông dạy cho chúng ta cầu sanh tịnh độ, đến chư Phật ở phương trên dạy cho chúng ta chứng đắc viên mãn. Đây là nói rõ từ nhân đến quả, rõ ràng là từ đầu đến cuối chỉ niệm một câu Phật hiệu, tức là dạy cho chúng ta chuyên tu tịnh độ từ sơ phát tâm đến thành Phật. Đây là nói rõ pháp môn này thù thắng nhất. Khi quý vị đọc đến đoạn kinh văn này thì không thể không biết. Quý vị, nếu quý vị đã hiểu rõ minh bạch rồi thì quý vị đã biết niệm Phật phải niệm như thế nào, tu tịnh độ phải tu như thế nào, thì quý vị trong đời này nhất định được thành tựu. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.